Xin thân ái chào các bạn. Buổi trưa hè trên công viên Xuân Diệu ở biển Quy Nhơn. Đây là mình đang nằm trên cái võng các bạn, treo giữa hai cây dừa. Mấy cây dừa ở đây là chắc cũng mới trồng sau này các bạn. Chưa có trái lớn, trái nhỏ nhỏ, cũng có trái mà nhỏ. Có một số cây thì có vẻ như là trồng lâu mà. Trồng lâu thì còn ít à. Thỉnh thoảng vài cây à. Chứ còn phần lớn là những cái cây mới trồng. Thì hôm nay mình đưa các bạn đi tham quan một số hình ảnh về buổi trưa hè trên công viên biển Xuân Diệu các bạn.